Ba rọi kẹp điều chấm mắm nêm, rau lang, canh chua, cá hấp. Ba xịt ke đó giờ không tiền làm khí, mốt ở nhà không có điện trộm đó Không bà. biết ông nói đồ vô khác mà ra khác hai lần rồi. Hai lần rồi vô khám ra khám. Có chiếc xe đấy mà tội chết. Lấy bà lấy gì bà đi. Cái xe mà hôm đó mấy nhà trọ bỏ chiếc xe trắng trắng chị rút. Xe đó còn phải không? Xe đó không Còn đi mà. mà. Thôi. Còn con chiếc tim nữa. Bà ấy chiếc riêng đó là con ghế Úc. Xanh á. Chiếc con ghế Úc. Không phải đưa con ghế Úc nè. Cái trắng ông hư rồi, ông bỏ nhà. Nghe đứa ba này về sửa xe. Sửa rồi, sửa chiếc xe trắng này kia, sửa trợ. Thì rớt bật số ông Giang á. Kiểu đó đủ không hư nát hết, giờ sửa phải. Lấy hôm nào lấy hôm qua. Chiều hôm này chắc. Chiều quá, chiều quá khó vậy. Thì về hả? Chiều qua nó chở qua gì? Xe lần trước mà chúng biết nó vậy móng dài đừng có đưa cái gì má giờ rượu mẹ con nó giờ con họ bỏ giờ bỏ không được nó giờ ông giờ tôi lên đường tôi mua cái khố đậu giờ đưa đi đi luôn rồi thôi vậy giờ ta họ ta trở lại à giờ mình ra chơi vậy đây rồi chơi này luôn chắc mấy chơi bạn còn im bé đó ăn là đủ mà bạn bé mày mày bắt ăn rồi ngon rồi tới ngoài, ăn bữa
nó mập á,